Cuộc sống bây giờ rất nhiều người phụ nữ họ rất là khổ vì gặp những người chồng ăn nhậu được bê tha. Như hôm qua có một cô dẫn hai đứa con lên chùa, nói rằng là chồng chích xì ke mà về cái đòi hỏi suốt, giết à, chịu không nổi. Đi đến chùa tu tập xin ở thời gian, rồi xong gặp những đức nói rằng là có những món nợ mà trong cuộc đời này mình đã gieo nên bây giờ mình phải trả cô ơi. Bây giờ từ hôm nay cô tập nghe pháp đi, cô tập niệm Phật. Thí dụ như chồng hay vợ không có cho mình được sự niềm vui hoặc hạnh phúc thì bây giờ mình tìm đến Phật pháp, mình nghe Phật pháp để cởi mở tâm tư, để mình hiểu được định luật nhân quả. Nhờ học Phật, nhờ niệm Phật mà mình chuyển cái tâm buồn phiền, từ từ cũng có niềm vui. Có rất là nhiều người họ gặp những cái cảnh ngộ trong cuộc đời còn khổ đau hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần nữa, nhưng cuối cùng họ gặp Phật pháp, nhờ Phật pháp giúp họ giải quyết vấn đề khổ đau trong nội tâm. Đây là chỗ quan trọng lắm. Nên nhiều người khổ cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần gặp được pháp môn niệm Phật, nghe giảng pháp mỗi ngày để cởi mở tâm tư, thì bấm vào cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ, đăng ký cái trang rồi xong rồi mỗi ngày mình nghe pháp. Nghe pháp là một phương pháp đó quý vị. Khi trong cái bài pháp nó cởi mở tâm tư của mình ra, rồi nhờ mình nhớ Phật chứ mình không có nhớ cái phiền não buồn phiền. Có nhiều người á, người ta bị phiền não khổ đau này kia đâu, người ta nặng nề là do người ta đem ra chất chứa trong tâm, nó không có một phương pháp gì để giải tỏa cái khổ đó, nên cái khổ nó cứ chất chồng thêm cái khổ. Trong cái khổ này chưa xong thì cái khổ kia tiếp nối, nó cứ chất chồng 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 lên. Nên có những người người ta khổ đến mức mà người ta muốn kết liễu cuộc đời. Nếu như mà người ta mà không được cởi mở tâm tư, dám ta tự tử thì chết. Có nhiều người ta nghĩ quẩn, ta nghĩ đến mức là khổ quá bây giờ chết cho xong. Không phải đâu quý vị. Khổ ở thế gian này một, chứ mà nếu mình tự tử mình chết là mình khổ trăm ngàn, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên còn sống là còn cơ hội. Mình gặp Phật pháp rồi mình có cơ hội. Một mặt là mình vui trả nợ, còn một mặt là mình cố gắng tu tập để chuyển nghiệp. Có nhiều người ta khổ, người ta ở trong cái khổ đó người ta chịu đựng. Người ta nghĩ rằng chịu đựng cả một đời chết rồi xong. Đây là ý nghĩ tiêu cực. Còn bây giờ mình nghe Phật pháp là mình vui vẻ, mình trả những cái món nợ trong cuộc đời. Mà mình lại nghe pháp, mình niệm Phật để khi mình thọ mạng đến, mình tái sinh đến một cái quốc độ tốt đẹp hơn. Mình đang sống cái quốc độ này quá nhiều khổ, mà Phật nói khổ không thể nào nói hết. Rất nhiều cái khổ, đa dạng cái khổ. Giống như mỗi người là mỗi nghiệp, mỗi nhà là mỗi cảnh. Mỗi người nó có cái khổ khác nhau. Giàu có khổ của giàu, mà nghèo có cái khổ của nghèo. Đừng bao giờ trong cuộc đời này chúng ta nói rằng chúng ta là người khổ nhất. Đừng bao giờ nói như vậy. Nếu như mình nói như vậy thì bản thân mình buồn lắm. Mỗi người có cách khổ khác nhau quý vị ơi. Quý vị nên tìm hiểu Phật pháp đi. Cuộc đời như Đức ngày xưa chưa đi tu, nhưng ngoài đời cũng nhiều cái khổ nữa. Tuy là thanh niên chưa có gia đình gì hết mà cũng khổ nữa quý vị. Nhưng mà từ khi học Phật tới bây giờ, như Đức lại làm nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời. Niệm niệm nghĩ gì người, tự nhiên mình có nhiều niềm vui lắm. Mình không có sống như ngày tháng vô ích như ngày xưa nữa. Nên những Đức nói Phật pháp cứu cuộc đời những Đức. Bây giờ những Đức chân thật, những Đức đem Phật pháp giới thiệu. Dù là những đoạn này nó mấy phút thôi quý vị, nhưng mà nó là cái nhịp cầu nối cho quý vị hướng đến những cái trang chính của những Đức. Quý vị nghe pháp những ngày chủ nhật, những ngày lễ, những buổi giảng mỗi ngày quý vị được nghe. Thời gian rảnh mình nghe pháp để cởi mở tâm tư. Chùa mình cái lượng Phật tử mỗi tuần thứ bảy chủ nhật ta đến chùa đông biết bao nhiêu mà nói. Người ta phải vui, người ta tu tập ta có kết quả. Mà khi con người có niềm vui rồi, hướng thiện rồi, tự nhiên á, nghiệp chướng tiêu thì phước báo tăng. Phước báo tăng tự nhiên gia đạo nó thịnh vượng lên từ từ.
Nên mỗi một con người nên chân thật tiếp nhận Phật pháp, nhất là pháp môn niệm Phật này. Cứ đi đứng nằm ngồi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái khổ đau gì mình cũng cứ niệm Phật đi. Nhớ Phật thì chuyển nghiệp. Còn nếu như mình nhớ khổ thì nó khổ nó tăng thêm. Nhớ khổ thì khổ tăng thêm hoài vậy. Nên mình phải nhớ A Di Đà Phật. Nhớ A Di Đà Phật thì nó mới hết khổ được. Cứ là khổ đau cùng cực ở nào, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng qua gặp cái cô khổ khổ, nhìn mặt bơ bắc, dẫn hai đứa con, chồng xì ke, mà chích xì ke xong nó gì, nó tìm cô, nó muốn sô cô la với cô hoài, giết mà chịu nổi luôn, biết bị cái gì luôn, giết mà. Nghe được Phật pháp, dẫn con vô chùa, ở còn tu thời gian cho tỉnh táo lại. Nên bây giờ vô đây những đứa khuyên, tu vài bữa về vui trả nợ đi, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, thấy không? Nó than thở khổ đau thì cũng phải trả, mà trả trong cái phiền não. Còn vui vẻ để trả, mà trả trong niềm vui. Mà trả trong niềm vui thì nó mau hết nợ. Còn trả trong phiền não, trả lâu lắm. Mà khi mà thọ mạng đến mà chết đi là nợ chưa xong phải tiếp tục trả nợ. Nên bây giờ mình vui vẻ mình trả nợ, mình tín nguyện niệm Phật, chân thật niệm Phật thì mình cầu sinh cực lạc. Nhớ kỹ, sống trong cuộc đời này khổ cũng phải sống mà vui cũng phải sống. Thà học Phật vui sống trả nợ, chứ đừng nên khổ sống trả nợ. Khổ sống trả nợ thì thê thảm lắm. Nhớ kỹ nghe. Nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị gặp Phật pháp, cởi mở tâm tư, siêng năng niệm Phật, mỗi ngày niệm Phật, đều phát nguyện cầu sanh cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.